Vâng, xin chào các bác nhé. Tối nay em làm video mời bạn ăn cơm đấy. Thì các bác có nhu cầu mua nồi nào thì các bác liên hệ cho em theo số điện thoại cộng Zalo 0382 860 468 nhé. Tất cả hàng ship toàn quốc và có cả. Các bác đang xem video, nhớ cho em xin thật nhiều những nút like, chia sẻ nhé. Các bác nào chưa đăng ký kênh thì làm ơn cho em xin nút đăng ký kênh. Đây là cái nồi Hitachi này. Cái nồi này bao điện nóng này, nồi này không có làm được không? Đấy. À đây quên, có lòng đấy, nhiều khi cũng nghĩ không có lòng. Nó nên hít đi chi nhá. Có điều cái tắt hơi thì nó bị xước nano đã 12 này. Cái này ngoại hình bao đẹp đấy. Mặt muốn đấy, muốn nắp hơi xước nano nhá. Cái nắp hơi này thì các bác có thể sơn lại màu khác và các bác lột hết ra nhá, cho nó đẹp đẹp. Nó lấy bao tất cả các chức năng bao cơm chín nhé. Lò nấu cơm bình thường 250k mã đầu tiên. 250k. Mã số 1 250k nhé. Mã số 2 lên mắt nồi Natuna này. Mã số 2 lên Natuna. Thành quát chỉ dơ này. Đấy, không một méo nhá. Đã không để 5 công suất 1200. Mặt mũi đây. Do không đẹp nhưng vẫn cứ mềm. Đấy, mềm nhá. Lòng nồi này thì nó không được đẹp. Nhưng mà nó chỉ lấm tấm mũi tiêu nhá. Cái này không bao giờ dính công. Em cam kết các bác 100% không bao giờ dính cơm. Nó mua tiêu những chấm nhỏ xíu nhé. Đấy. Nó đây bán cho các bác ra bao nhiêu? Bao tất cả cho nó bao cơm chín này. Mã số 2. Mã số 2 270k. 270k nhé. Mã số 3 thì lên bác một nồi Sanio này. Thành quách đây, đáp từ này 2010, công suất 1200. Thành quách chỉ dơ nhá. Đấy. Mặt mũi đây, tương đối ok. Cái dòng này đã cao cả năng suất pin này, nấu cơm thì rất ngon. Thời gian nấu nhanh nhá. Giòn mềm này. Cái học này bẩn nhá, học này có bắt được về vệ sinh này. Đấy, áp suất pin đây. Nồi em chưa vệ sinh đâu các bác nhá, lòng ok này. Đấy, lòng ok này. 600k. Cái này các bác về lau vệ sinh thì nó mới đẹp nhá. Mã số 3 600k. Mã số 4 lên bác nồi Hitachi. Còn để em lau qua nhá các bác nhá. Không các bác nhìn thì dơ các bác cứ kinh. Nói chung các bác yên tâm. Thành quách đây, đát 2018 này. Nó đề thì đát cao rồi. Đấy, có chế độ nấu cơm 90 phút, mặt mũi đây. Đẹp nhá các bác nhá. Ui giời ơi. Rom bao đẹp này. Rom bao đẹp nhá. Lòng nồi này không cần lau, bao đẹp luôn. Rất bóng đẹp. Nó này bán cho các bác bao nhiêu? 580k rồi. Mã số 4 580k. 580k nhé. Mã số 5 thì lên cho bác nồi tay cô này. Nồi này có chế độ nấu cơm cháy đây nhé. Thành quách thì các bác cứ về vệ sinh đi. Thành quách nồi này nó ok này. Nó chỉ dơ bụi bẩn này. Đấy. Đã 2011 công suất 1210W, dung tích 1 lít mặt mũi này. Nồi này các bác vệ sinh thì đẹp nhá, tương đối đẹp đấy. Rong liền, à rong phải rong liền đây. Rong mềm này. Đấy, cứ mềm các bác sử dụng này. Đấy. Lòng này các bác nốt thoải mái nhá. Nó không được đẹp xuất sắc đâu, chứ lòng này các bác nốt thoải mái này. Đây, các bác nhìn đây. Có một chút mũi tiêu rất bé này. Đấy, nó rất bé là các bác nhá. Nên các bác cứ yên tâm chất lượng cơm. Không bao giờ dính cơm nó bé như này. Đấy. Nó đây bán nhanh cho các bác xem bao nhiêu? 400k. Mã
mã số 5 400k về vệ sinh nhà đẹp 400k. Mã số 6 lên bác đối với Osama này. Nó này là thằng dòng cốt nách nhá, thành quách bằng nhựa màu trắng rất đẹp luôn. Nó này đã 2021 luôn, đắt cao. Công suất 1130W nhá. Mặt mũi này đẹp chưa? Chưa vệ sinh. Mắc Nino nó đẹp sẵn nhá. Úi giời ơi, dòng. Dòng bao đẹp xuất sắc. Gần như mới được luôn. Đấy. Lòng này thì thực sự các bác là đẹp. Có điều nó không bóng với cái lòng này là đẹp này. Không một vết luôn. Đây các bác này, bao đẹp nhá. Đấy, đấu thoải mái luôn. Dòng xoong này rất dày này. Chất lượng cơm rất ngon. Cái nồi này thì hôm nay bán nhanh các bác nhá. Đấy, bán nhanh. Mã số 6 580k. 580k nhá. Mã số 7 lên mắt của Panasonic này. Panasonic này. Van tròn, thành quách này. Nó này ngoại hình tương đối. Đắt 2010, đắt 2008, công suất 1200 nhá. Mặt mũi đây. Do ok này. Do rất mềm luôn. Hơi nhả chút giọt nước còn rất mềm. Lòng xoong này nó cũng đạt này các bạn. Đấy. Lòng xoong này cũng đạt này các bạn. Đấy. Nó này bán nhanh cho bác nhá. 440k đấy. Mã số 7 440k. Bác lấy nó này nấu ok nhá, quá thoải mái luôn. Mã số 8 lên bác của Mitsubishi này. Mã số 8 Mitsubishi. Nó này thành quất bằng kim loại nhá, không móc méo này. Đã 2016, công suất này là 1050W, dung tích 1 lít mặt mũi đây. Bằng nhựa các bác về vệ sinh bao đẹp. Điểm lau cái lòng xoong, lòng xoong nhé. Lòng xoong này đẹp này. Lòng xoong đẹp này. Đấy. Xoong xanh này. Xoong này dơ đến xoong này xanh các bác nhé. Đây điểm lau chút này. Đấy. Bán nhanh rồi này 380k. Chốt nhanh rồi này tối nay không là không có đâu nhá các bác nhá. Mã này mã số 8. 380k. Mã số 9 trong đây mắc màu xanh xoài này. Adobe Panasonic xoài. Đời này đắt thì 2012, công suất 1200. Thành quách thì ok nhá. Đấy. Có điều mặt mũi thì nó xước nano này. Thì các bác về cứ lấy bữa đất sắt các bác đánh sạch. Dòng này các bác yên tâm chất lượng côn nhá. Dòng này. Dòng này thì các bác em không hiểu dòng này làm sao mà này. Nó bị kiểu khuyết khuyết này đấy các bác. Cái này các bác vẫn nấu bình thường nhá. Bởi vì nó cách rất xa này. Các bác yên tâm. Con này lòng tương đối đẹp nhá. Lòng tương đối đẹp. Cũng có một chút mới tiêu thôi. Không phải là dính cơm được. Con này thanh lý các bác nhá. Thanh lý này. Em vẫn bao công 9 bao tất cả các chức năng nhá. Mã này bao số 9 này. Bán được bao ra 400k. Chốt nhanh 400k con là chốt. Mã số 10 là mã cuối cùng nhá. Tên Hitachi này. Thành quách này, đắt 2018 luôn. Đấy. Không móc méo, mặt mũi tương đối đẹp. Con này con cần nó thức đi các bác nhá. Linh xương hồng cháo cũng nhỉ. Doan này xuất sắc này con. Đấy. Linh xương hồng cháo có cá này các bác nên mua cái dòng mã xuất này. Nói chung cái lòng này thì các bác vẫn nốt cơm bình thường. Nhưng chỉ có điều thì nó có chút mũi tiêu này. Đấy. Có chút mũi tiêu nhá. Con mã cuối cùng bán nhanh các bác này. 300k, 300k mã số 10. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ cho em theo số điện thoại cổng Zalo nhé. 038
286 0468 nhé, tất cả mặt hàng trên toàn quốc và có cọc. Các bạn đang xem video nhớ cho em xin thật nhiều những nút like, chia sẻ nhé. Các bạn nào chưa đăng ký kênh, đồng ơn em xin nút đăng ký kênh, cảm ơn các bác rất nhiều. Chào các bác nhé, hẹn gặp các bác trong buổi video tiếp theo nhé.